Anna Đường Buôn Đôn xin chào cả nhà nhé. Hôm nay là phiên ngày 14 tháng 3 tháng 3 2023 nhé cả nhà. Nay có 13 đơn để chia sẻ cho cả nhà. Gồm có đai trâu, hoàng nhạn tháng 4, quế tím với lại cẩm báo nhé cả nhà. Nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ ở số điện thoại 0337781128. Cả nhà ai yêu đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nhé cả nhà. Đây mình đi vào đơn đầu tiên, cả nhà nhớ ấn đi đăng ký kênh để xem video tiếp theo. Đơn đầu tiên là đơn hoàng nhạn tháng 4, hàng giống hàng chip. Đơn này 140, có một cây này, 2 3 4 đỏ luôn, tím đỏ, 5 5 này, cái tím là 5 cây này, 6 7 8 9 10 và 11 cây nhé cả nhà. Đơn này 11 khúc 140k cho đơn số. Đây đơn số 3 nhầm đấy cả nhà ơi. Đây nhầm đơn số 3 đây, đây đơn số 3 nhé cả nhà. Đây là đơn số 3. Đơn số 1 đây, đơn này 4 cây. Đơn này 200k. Có một cây thế thắt đổ này. Có là 1 2 3 4 5 6 cặp lá luôn. Đây, lá tròn. Cây số 2 1 2 3 cặp lá. Cây số 3 1 2 cặp lá rưỡi. Cây số 4 1 2 cặp lá. Đơn này 200k cho đơn số 1. Đơn số 2. Đơn số 2 đơn này 180k, có 4 khúc, có 1 2 cặp lá rưỡi. Cây số 2 lá chỉ thiên. 1 2 3 cặp lá. Cây số 3. Cây số 3 có 2 cây. Và cây số 4 1 2 cặp lá rưỡi. Đơn này 180k. Cho đơn số 2, đơn số 3 đã lên rồi nhé các bạn. Đơn số 3. Đơn số 4. Không có đơn số 4 nữa nhé các bạn. Đơn số 5 này, đơn này 400k có 4 cây la mít nhé các bạn. 4 cây la mít, có 1 2 3 4 cặp lá rưỡi này. 4 cây la mít. Cây số 2 này. 1 2 cặp lá. 1 1 2 3 cặp lá. Cây số 2 lá mít này nhỉ. 1 2 3 cặp lá, lá mít này. Cây số 3. Cái này cũng lá úp thìa, 1 2 3 cặp lá. Cây số 4 này. Cũng lá tròn, 1 2 cặp lá rưỡi. Đơn này 400k nhá cả nhà, chia sẻ cho cả nhà 400k đơn này là đơn số 5. Đơn số 6. Đơn số 6 là đơn combo. Đơn này 350. Đơn số 6 là đơn combo bên ngoài 350. Có một cây trâu này. Hai cây trâu. Ba cây trâu. Bốn cây trâu, mùa này hơi héo cả nhà. Năm cây trâu. Sáu cây trâu. Vừa rồi vừa nguyên bản này nhỉ. Có một cây hoàng nhạn. Hai cây hoàng nhạn. Ba cây hoàng nhạn. Tháng 4 nhá cả nhà. 4 này. 5 6 7 thâm dừa. 8 9 và 10 nhá cả nhà. Đơn này 350 cho đơn số 6. Hoàng nhạn với lại đây trong. Đơn số 7. Đơn số 7 là đơn quế tím cả nhà. Đơn quế tím, đơn này 120, đơn này 120 đơn số 7 với một cây lan lạ nha cả nhà. Sọc 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 gân gân đấy cả nhà. Lan lạ này. 1 2 3. Một vàng lắm, vàng đậm luôn. Này không biết tên gì. Nhà sưu tầm thì chốt đơn này nhá, với quế tím. Một cây quế tím này đang nụ. Lam mít một cây. Hai cây quế tím. Ba cây quế tím. Bốn cây quế tím đang nụ luôn.
và 5 cây. Cây này 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá. Đấy, vừa đang nụ hết ạ. Đơn số 7, 120k. Đơn số 8 là đơn cẩm báo nha cả nhà. Đơn này 140k. Có một cây, khúc này 2 cây. Khúc này cũng 2 cây, 2 khúc này. 3 khúc này. 4 này. 5, khúc này 2 cây luôn. 6 này, khúc này cũng 2 cây. Với rề này này, 2 cây, cây to. Đang có nụ nha cả nhà. Đấy, đơn này 140k cho đơn số 8 cẩm báo rừng Buôn Đôn nha cả nhà. Đơn số 9 là đơn đai trâu. Đơn này 180k đơn đai trâu. Đơn này 180 cũng có một cây nè. 2 cây nè. 3 cây. 4 cây. 5 cây. Đơn này 180k cho đơn số 9. Đơn số 10 là đơn hàng giống chip nha cả nhà. Đơn này 220k. Có một cây này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, khúc này 2 cây. 15 và 16. Đơn này 220 cho đơn số 10. Đơn số 11. Đơn số 11 là đơn hàng thuần nhá cả nhà. Đơn này 180k, không có cả 2 cây đây, đây cho lamit này, màu xanh. Hàng thuần, đẹp, lamit đấy. Bản lá hơn 4 xanh khoảng 5 xanh. Đây. Đơn này 180k cho đơn số 11 hàng thuần, đây đào thuần. Đơn 12 là đơn hoàng nhạn tháng 4 hàng thuần nhé cả nhà, cặp hoàng nhạn tháng 4 hàng thuần này. Có 1, 3 cây nhé. Đơn này 3 cây, 1, 2, 3, 4 cặp lá. Cây số 2, 1, 2, 3, 4, 5 cặp lá rưỡi. Và cây số 3 đây, cây nhỏ xíu. Đơn này 350 nhé cả nhà, hoàng nhạn tháng 4 thuần trọng, lụa trọng. Đơn cuối cùng là đơn 13 là đơn hoàng nhạn tháng 4 mẹ con. Một mẹ ba con. Đây. Một mẹ ba con ạ. Với hai cây riêng biệt nữa. Một mẹ bốn con ạ. Một mẹ bốn con. Với hai cây riêng biệt. Đây. Đấy, đơn này 750k cho đơn số 13 là đơn cuối cùng nhé cả nhà. 750k đơn cuối cùng đây nhá. Đơn cuối cùng nhá. Hoàng nhạn tháng 4. Cả nhà hôm nay mình có 13 đơn để chia sẻ cho cả nhà chốt đơn nào thì liên hệ vào số điện thoại 0337781128 hoặc số điện thoại 0332155318 nhé cả nhà. Chào cả nhà, chúc cả nhà một ngày vui vẻ.